lên sóng rồi lên thanh. Alo, alo. Bữa đêm như thế, bữa này mới vui. Đó là đâu không? Nhiều pin đang pin mà.
thì đều có các bạn hết. Sút ngay liên tục là cú sút đến từ Pekatu. Nhìn như đội Pekatu đã dần dần khai thác được lối chơi đội của đội Pekatu. Vâng không kịp rồi, anh cha chỉ biết kêu lên mà thôi. Một cú sút đánh chân của bên Lepodov. Không ai ý của anh sư tác. Số 12, số 12 với cầu thủ thủ môn Niêm. Một thủ môn được đi tham gia các giải ở các tỉnh thành. Giờ đây anh đầu quân Trương. Một cú nhẹ là một cú sút đây. Được hay, được không, quá được không. Và tầm này tầm bắt lỗi. Lê Playcro có giành được chiếc áo đến từ Linh Cà Phê không? Với và xuất phạt khá gần gần và những pha này luôn luôn tạo ra sự nguy hiểm. Không phải là cú sút này khá đáng tiếc dành cho Lepodo. Quên luôn quay rồi, cái pha này đẹp thì em không quay. Chúng tôi mở ra đây. Vâng, vâng, được không? Được rồi, được rồi. Một câu chuyện là chắc đấy. Rất may cho bộ đội. Chúng tôi là số 9 cái bóng. 13, 2, 3, không đều. Thời gian nắm cho đủ hơn 5 phút rồi. Xuống, teo. Xuống với số 5 là Bản Thân. Teo Văn. Văn Teo, hay gọi là Văn Toàn. Cô đã đưa nhận cho Plogoro. Cơ hội cho Phật Tư không qua được gôn Phật Tư.
Tôi hứa hẹn cho Play Go Tour, ông bài đã cho nói. Tôi hứa hẹn cho Play Go Tour. Số 3 là người đứng trước khung thành. Quyết định. Liệu có phải một cú sút hay chăng? Rất tiếc cho Play Go Tour. Đá biên cho đáp phạt góc cho Play Go Tour. Không được rồi. Khá năm nốt. Số 8, chín chín. Liên tục là gì? Chín chín. Rất tuyệt, tuyệt. Một cầu thủ khá tiềm năng đến từ Play Go Tour. Rất căng thẳng. Play Go Tour. Không được rồi. Liên tục ép phần. Đội Play Go Tour vẫn chưa triển khai được lối chơi của mình. Như chưa các cầu thủ vẫn chưa liên kết được với nhau. Và lỗi để tập Play Go Tour. Cú sút bóng lên. Rất nguy hiểm. Khá may thủ môn ra chân kia. Số 3 là vào sân. Phang. Cái đó mình để không để ý chứ. Ui mà mi đinh mà mi. Nhìn gì đó phải là. Có em tiếp nè. Đây là màu xanh rồi, chỗ cùng sẽ điều chuyển một một luôn. Chuyển vàng nhát đó còn tín hiệu không tốt. Không hiểu nhau. Dù hai người đã tham gia tác giả rất là nhiều. Một cầu thủ trẻ. Đèn luôn ấy. Đèn này rồi. Hai. Thành công cho Play Go Tour. Rất luôn rồi. Chân quá vui. Hôm qua đôi cá đỏ. Phương. Bật nhà lưỡng tông. Không được rồi, số 12 hôm qua được áo sân. Số 8. Không được. Hôm qua đường con cầu thủ về áo sân. Áo đỏ xin hỡi. Thank you.
Tutup selasa. Tapi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì nữa? Sợ thêm gì về sớm nhỉ? Có hẹp lắm. Anh chú. Hàn rõ. Không qua được anh. Pin.
蓝牙断开。Sau trận đấu này sẽ lặp lại chúng ta là lại chút và trận bảy giờ sẽ là trận ba và lại chút hai. Và trong hôm nay các đội được đá trận đầu tiên là trận vừa rồi lại chút và lại trận ba là những đội đã trận ba. Rất hay. Một pha chuyền bóng lạc ngơ đến từ áo xanh. Nhưng pha bóng đã bao giờ. Gracias.
rồi rồi quy trình cá nhân. Vẫn từ trung tâm vừa rồi đó và ở phía đâu là phía đóng đến từ số 8 không qua hỗ trợ lấy tài ba con nên mà đi Thank you.
Không còn gì là bắt thì cần đồ sẽ cho các chiến thuật như là cao năm với chiến thuật cao năm thì bắt buộc các cầu thủ liên tục phải chạy để tạo ra khoảng trống có cơ hội ghi bàn. Nhưng kèm mới đó sẽ là chủ sơ hở thì tạo cơ hội cho đội bạn một cú sút gì. Hello girl. Tiếp đi. Với những đôi đá cầu nam bắt buộc các cầu thủ phải ngồi với nhau khá lâu để hiểu được lối chơi của nhau. Đá biên cho Blackrock. Một bóng. Lực chấp lộ. Nhanh kìa. Cầm lại. Đi Văn ạ. Tiếp tục là cầu đông. Vẫn ngay. Liên tục là nhà bóng từ Vôn. Nhưng qua nhà đó các cầu thủ không tận dụng được. Bất đáng tin. Với cú sút khá căng. Đối tượng số 8. Chính vì bóng của Pekatu. Rất khó để xử lý bắt gọn. Không qua được hàng thủ của Liverpool. Không qua được một pha ghi bàn rất dễ dàng đến từ Liverpool. Tiếp tục là số 12. Số được đặt là 4-0. Thank you.
Hôm nay là ngày 21 tháng 10 và như các cổ động viên trên mạng yêu cầu sẽ là ngày thứ năm của thế giới. Và nữ hôm nay thái nên thở sẽ ra tình trạng các cầu thủ đá không hưng phấn. Không được rồi, mình pha xử lý khá lâu. Mình pha rút ngay đến từ áo đỏ. Và anh viết số 3. Một pha bằng nhân dư đến từ Phú Đắc. Cầu đâu? 16 được con. Gút tiếp. Những trọng đội vang. Đánh đến từ gần. Nhưng bên phía của nó đã thiết. Thay thế được lỗ hổng của không gian. Liên tục tốt thắng vào gần. Một pha đi bóng ngay, tiếp tục không? Một pha rút ngắn tỷ số còn 2-4. Tập lực của nó. Là người ghi bàn, số 5. Rất kịp tính. Hôm qua được hàng thủ tên Tô Vũ. Có được không? Được hay. Bắt đầu cho play cơ đốc. Lê lê đá năm. Bên play cơ đốc. Và chúng ta còn 2 bàn. Thì số là 2-4. Nhưng như đã cho năm đã tạo ra một khoảng trống rất nhiều, khiến cho bên hành vị Play Cơ Tư khó có chịu. Teo kêu. Người đứng lên, tiếp tục là ra đi đề, đứng lên đề. Và giúp thức tên. Không được rồi. Và xuống ngay đến được người của tôi, đúng không? Vâng hay. Bóng đảo vào lưới. Thì sẽ được bóng lên 5-2. Mấy câu bóng vừa rồi. Được rồi. Mình vừa ăn được 2 trái mà cũng vào 2 trái. 5-2 mà, 5-2 đúng không? Sang thì số 1-4 rồi. Chúng ta là 5-2 như vật lần thứ 4. Như vật lần thứ 4. Như vật lần thứ 4. Như vật
khá nặng nề đến từ Sơn La. Đã đi chờ play của nó. Các cầu thủ trẻ được tung vào sân. Đây là đang cầu năm được đó. Không được rồi cơ. Một pha xử lý bóng không tốt từ 62. Sân vô. 3-0, khá khỏe đến từ lần thứ tư. Một pha sút lên lưới của đến từ lần thứ tư, nhưng mà sức ăn to rất khỏe. Cất bóng ngay đến từ sân tám. Một pha lưới lần thứ tư. Rất may. Rất may rồi. Tiếp tục. Và ám sát ngay Blagato. Thực sự đợi đợi đến được Blagato chưa được tính cho lắm. Nếu như đây chỉ là một bài tập dành cho Blackpool mà thôi, nhưng cũng là kinh nghiệm cho các đội trẻ sau đây. Hiện tại các cầu thủ ở độ tuổi khoảng 17 ở 16. Cái tuổi còn tương lai khá dài để được tham gia nhiều giải hơn nữa. Đây cũng là một cái nền cho các cầu thủ trẻ bám sát với các đàn anh kinh nghiệm hơn. Và để khá cái nghiệm đến từ nước Cam Dương. Thực sự là xử lý khá chậm đến từ đó. Không được thân tâm. Không ra được. Thằng thủ vừa về thứ tư. Thôi mà chuyên nghe. Nhưng bóng đã khá lo. Nhưng ra khỏi chân của Cam Dung. Và lưới đến từ thứ tư. Số 11, số 11.
Dương số 8. Hôm qua đội võ thần. Mình đã có bài để bài gấp đôi đi đâu. Số 11 nè. Năn nhỉ. Push. Đó là 5-3 mình gặp được. Không được. Phải tiếp đi. Thì tình huống xảy ra rất nhanh. Sáu ba lần đầu lần đầu anh làm đó. Bảy ba hết giờ. Chúc mừng các đội và mời đại diện của Plato là số 3 là cầu thủ ghi bàn đầu tiên, mời đại diện đến từ Liên Cấp Bia anh Đào Thế Hướng. Chị ta là đang là giám đốc Linh Cập Phương. Mời cầu thủ số 3 chúng ta vào nhận chiếc áo. Mời Linh Cập Phương. Tiếp theo.